Vâng, hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV. Hôm nay thì trong cái clip này thì em sẽ trực tiếp em test cái con máy mài Makita hàng chuẩn loại 1 bên em các bác nhé. Thì cũng có rất nhiều cái clip em làm về cái con máy mài Makita hàng chuẩn loại 1 này rồi các bác nhé. Đấy, thì về cơ bản thì con này thì nó có một cái thiết kế rất chi là đẹp. Đấy. Hàng thiết kế thì giống y hệt như máy zin các bác nhé. Đấy. Phần bưởng nhôm này cực kỳ dày dặn và chắc chắn này. Các bác nhìn thấy này. Đấy, dày dặn và chắc chắn lắm nhé. Đấy. Đây trên này có một cái nút nhấn này để chúng ta có thể là tháo mở lưỡi nhé. Đấy, nút nhấn tháo mở lưỡi. Con này thì sử dụng cái đá phi 100 nhé. Đấy, đá phi 100. Và khi mà chúng ta quay tay này, đấy các bác thấy này, nó sẽ khực khực nhá, khực khực nhá. Nó sẽ không trơn như là máy điện. Đấy, bởi vì con này là động cơ không chổi than thì cái rô to của cái con này này, nó là cái con nam châm vĩnh cửu. Đấy, cho nên là khi chúng ta quay nó cứ khực 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 khực. Đấy. Các bác nhá. Quay là nó cứ khực khực khực. Đấy. Rồi, ok. Và con này là công tắc ở trên thân này. Đấy, công tắc ở trên thân này thì nó sẽ đảm bảo hơn các bác nhé, an toàn hơn. Nếu mà không may có sự cố thì chúng ta có thể tắt ngay được. Đấy. Con này thì nó có 3 cấp tốc độ này. Đấy. Và hôm nay ấy, thì em sẽ trực tiếp em test con này nhá. Em đang sử dụng một cái cục pin 5 cell của Gexman nhé. Là một này. Cục pin Makita này. Đấy, pin Makita này là dành pin tím nhé. Pin dành cho các cái máy bu lông rồi chuyên vít rồi đầu 13 ly của bên em này. Đấy. Và tiếp theo là cái khối pin 15 cell. Khối pin 15 cell của LG nhá. Đấy, khối pin này màu xanh. Đấy. Đấy, các nhìn là các bác nhìn không biết có rõ không, nhưng mà khối pin này là màu xanh các bác nhá. Khối pin màu xanh của LG nhá. Khối pin màu xanh của LG. Đấy. Và trước tiên thì em sẽ test cái con máy mài trên cái này, trên cái khối pin của thằng Gexman các bác nhá. Đấy. Em sẽ trực tiếp em test trước để xem là với cái khối pin 5 cell này thì máy nó sẽ chạy như thế nào khi vào tải các bác nhá. Đấy, giờ em sẽ trực tiếp em test. Rồi các bác nhá, bây giờ em sẽ trực tiếp em test trên cái U dày 7 ly này của em nhá. Đấy. Và em sẽ để max tua nhá, coi là với vận tốc mạnh nhất. Đấy, em cắt cắt một cái đường trên này. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ trực tiếp em test cái sản phẩm này nhá. Đấy, em sẽ trực tiếp em test trên cái này. Đấy, cho max tua nhá. Với khối pin 5 cell của Gexman, xem con này nó trụ được bao nhiêu nhá. Khự rồi các bác nhá. Đấy, khự rồi. Đấy các bác nhá. Coi là con này chạy chắc được khoảng gọi 1 phút đi. Đấy. Là mạch sẽ ngắt pin nhé, bởi vì con này nó yêu cầu cái dòng xả rất chi là cao các bác nhá. Đấy, dòng xả rất chi là cao mới hoạt động được. Rồi ok nhá. Giờ em sẽ tháo pin ra. Đấy, thì gặp hiện tượng như thế này thì là do cái cục pin, cái dòng xả của nó không đủ cao để nó chạy được con máy này thôi. Giờ cắm vào lại này, bật lên lại chạy được. Đấy các bác nhá. Đấy, nhưng mà giờ em sẽ không dùng cục pin này nữa. Và em sẽ test sang cái cục pin 10 cell này. Để xem nó chạy được tầm khoảng bao nhiêu nhá. Đấy, tầm khoảng bao nhiêu các bác nhá. Đấy, rồi em cũng cho max tua nhá. Cho vận tốc cao nhất. Đấy. Con này cũng ép tải một cái là chết. Ép tải một cái là sẽ ngắt mạch. Đấy, các bác nhá. Cục pin 10 cell này cũng vậy nhá. Đấy. Ép tải là ngắt mạch.
Các bạn nhé. Đây, cắm lại thì nó lại chạy được bình thường. Do là do cái dòng xả của cái cục pin này nó sẽ không đủ mạnh để có thể chúng ta chạy được máy mài máy cắt. Quá nhé. Rồi. Và giờ em sẽ test thử cái khối pin 15 cell này quá nhé, xem là nó được khoảng bao nhiêu. Hai cái cục pin kia thì nói nôm na là chạy chưa được 1 phút là ngắt rồi. Bây giờ em sẽ cắt thử trên cái con này xem là nó chạy được khoảng bao nhiêu nhé các bác nhé. Đấy. Nếu mà nó chạy liên tục được khoảng cỡ tầm 5-7 phút đấy, là rất ok rồi các bác nhé. Bởi vì là hiếm khi cái gì mà mình cắt nó thời gian nó đến 5-7 phút á, kể cả máy điện mà chúng ta cắt đến 5-7 phút liên tục máy nó cũng nóng rồi nhé. Đấy, chưa nói là máy pin đấy, nên thử xem là con này nó cắt như thế nào. Đấy. Rồi, mắc tua nhá. Mắc tua. À, các bác ơi, hiện tại thì cái này đã thủng nhá, cái này đã thủng. Đấy, các bác nhìn thấy, đấy, cái này đã thủng. Rồi em sẽ cắt sâu thêm một tí nữa nhá, cắt sâu thêm một tí nữa. Đây, các bác có thể quan sát đây. Đấy, nhìn thấy lỗ thủng chưa? Đấy, các bác nhìn thấy lỗ thủng chưa? Đấy, các bác nhìn thấy tay em chưa? Đấy. Mà cái sắt dày như thế này các bác nhá. Dày như thế này. Này. Về cái độ dày của nó thì các bác biết rồi. Đấy, quá dày luôn nhá. Đấy, cắt thủng luôn mà không bị ngắt. Các bác nhá, cắt thủng luôn mà không bị ngắt. Và với cái sắt dày như thế này thì em đã ép tải của nó rất chi là nhiều đấy. Đấy, các bác cứ yên tâm một điều là sử dụng cái cục pin 15 cell này của em để dùng máy mài, máy khoan bê tông thì cực kỳ yên tâm các bác nhé. Đấy, các bác không sợ bị nó ngắt. Đấy, chẳng có ai cắt liên tục tới mức độ là khoảng 5-7 phút đâu. Đấy, chẳng hạn mình cắt một cái, ví dụ như em đơn giản như cái hộp dày 10 10 nhân 5 chẳng hạn, thì các bác cũng chỉ cắt mất khoảng 2 đến 3 phút là xong thôi. Đấy, chẳng có cái nào mà cắt đến 5 7 phút đâu. Đấy thì em cũng đã test rồi. Với cái này. Với cái sắt dày như thế này. Đấy, nó dày 4 5 ly như thế này. Đấy, cắt không hề bị ngắt mạch. Đấy. Máy này, máy không hề nóng nhá. Đấy, có cái phần đầu này, cái phần đầu nhá. Phần đầu thì rõ ràng rồi, cái bánh răng nó chuyển động thì nó hơi ấm ấm một chút thôi. Còn về thân máy là mát lạnh, không có cái gì. Phần đầu này thì đảm bảo với các bác là máy nào cũng sẽ ấm. Đấy, bởi vì cái hệ thống bánh răng nó chuyển động ở trong đây mà. Đấy. Và hiện tại thì cái thân máy mài này. Đấy, thân máy mài này bên em đang bán là 600 ngàn. Đấy, bao ship về tận nhà các bác nhé. Đấy, còn cái khối pin 15 cell của LG này là 700 ngàn, đấy, bao ship về tận nhà anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau nhé.